Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Sức Khỏe Tự Nhiên. Nội dung hôm nay bao gồm các phần chính sau đây. 1. Sau 50 tuổi, sáng dậy cứ vỗ nhẹ ba chỗ này. Tim gan thận khỏe, sống rất thọ. 2. Bốn dấu hiệu khi ngủ, cảnh báo tuổi thọ đang ngắn lại. Và 3. 10 ông vua dưỡng thận, càng ăn càng khỏe. Sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Sau 50 tuổi, sáng dậy cứ vỗ nhẹ ba chỗ này. Tim gan thận khỏe, sống rất thọ. Quý vị thân mến, sau 50 tuổi là thời gian sức khỏe đi xuống. Các cơ quan nội tạng như tim gan, phổi, thận cũng hoạt động kém đi. Mỗi ngày bạn hãy chăm chỉ vỗ nhẹ vào 3 vị trí sau. Sẽ giúp các cơ quan này phục hồi chức năng, hoạt động mạnh mẽ trở lại. Sức khỏe được duy trì ổn định, từ đó rất ít bệnh tật. Vị trí thứ nhất, hốc nách. Hốc nách được y học cổ truyền xem là một trong những điểm quan trọng nhất trong bát huyệt giải độc tâm kinh. Có thể xoa dịu tâm trạng cũng như bài trừ hỏa nhiệt trong tim gan. Vì vậy, nên thường xuyên vỗ vào vị trí này, đặc biệt với những ai thường dễ lo lắng, cáu kỉnh và bốc hỏa trong người thì vỗ nách được xem là một liệu pháp tinh thần và sức khỏe để con người bình tĩnh lại. Bạn có thể làm tan độc tố tích tụ ở nách bằng cách xoa bóp vùng này. Cách làm rất đơn giản. Chỉ cần ấp bốn ngón của bàn tay trừ ngón cái, ôm vào nách, sau đó dây, ấn, massage nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút mỗi bên là có hiệu quả. Vị trí thứ hai, hốc khuỷu tay. Khuỷu tay là vị trí có mạng lưới kinh lạc dày đặc. Nơi đây có 3 đường kinh lạc là phế kinh, tâm bào kinh, tâm kinh đi qua thường xuyên xoa và vỗ vào vị trí này có thể loại trừ hỏa khí và độc tố ở tim và phổi. Lúc vỗ, bàn tay buông lỏng, có lực và nên vỗ nhịp nhàng, từng nhịp, mỗi bên của mặt trong khuỷu tay liên tục từ 5 đến 10 phút. Trước tiên vỗ mặt trong khuỷu tay trái, sau đó tới mặt trong khuỷu tay phải. Mặt trong khuỷu sẽ xuất hiện các màu sắc xanh, hồng, tím, đen. Màu sắc khác nhau là biểu hiện của độc tố phản ứng. Màu càng đậm, biểu hiện bệnh càng nghiêm trọng. Mỗi tuần vỗ một lần, thông thường 3 đến 5 lần, phản ứng về màu sắc sẽ giảm bớt rõ rệt. Độc tố trong gan thận cũng giảm tương đương với biểu hiện của phản ứng màu sắc. Nếu sợ đau, vỗ nhẹ nhẹ cho đến khi đỏ lên cũng có thể thông kinh lạc, thúc đẩy vận hành khí huyết. Sau khi vỗ xong, bạn hãy uống một chén nước ấm để tăng cường bài độc. Nếu mất ngủ và thấy mệt mỏi, bực bội, có thể vỗ vào mặt trong khuỷu tay để đả thông tâm bào kinh, lại có thể hỗ trợ giúp ngủ ngon. Thứ ba, hốc khuỷu chân. Ở chính giữa sau khớp gối, chỗ lõm sâu nhất có huyệt đạo, chủ yếu đi qua bàng quang kinh, là đường thông đạo thải độc trừ thấp lớn nhất của kinh lạc này. Nếu vị trí này bị tắc, thấp độc, phế khí sẽ không thải được ra, ứ động trong cơ thể hóa thành nhiệt độc. Nếu lâu ngày, sẽ trở phát triển thành khối u. Dùng lực vỗ mạnh vào vị trí này từ 5 đến 10 phút. 1-2 tuần vỗ vào vị trí này một lần, có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể. Đây cũng là huyệt vị hỗ trợ loại bỏ đau lưng hiệu quả, có tác dụng như găng hoặc lạc, giúp khí huyết lưu thông, đuổi phong xua hàn, điều trị bệnh đau lưng và thắt lưng. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. 4 dấu hiệu khi ngủ, cảnh báo tuổi thọ đang ngắn lại. Dấu hiệu thứ nhất, ngáy liên tục. Đừng quá hốt hoảng khi bạn thường ngáy ngủ. Rất nhiều người cũng thấy mình có cùng dấu hiệu này. Và đây chưa chắc là một vấn đề gì đáng báo động. Tuy nhiên, khi tiếng ngáy của bạn nghe có vẻ như tiếng khịt mũi, tiếng thở hổn hển và đồng thời bạn thấy buồn ngủ heo hắt, vào ban ngày, bạn có khả năng bị chứng ngưng thở khi ngủ.
Ngưng thở khi ngủ xảy ra vì một trong hai lý do. Một là đường hô hấp trên bị tắc trong lúc ngủ, khiến luồng khí lưu thông bị giảm hoặc tắc nghẽn hoàn toàn. Hai là do não bộ không gửi các tín hiệu cần thiết để duy trì việc thở trong lúc ngủ. Dù là lý do nào đi nữa, thì người mắc chứng này sẽ bị ngưng thở nhiều đợt trong suốt cả đêm. Nếu dấu hiệu khi ngủ nêu trên thực sự nghiêm trọng đến mức gián đoạn giấc lành của bạn, và bạn cũng nhận thấy mình có các biểu hiện khác của chứng ngưng thở khi ngủ, như khi ngủ dậy bị nhức đầu hoặc bị khô miệng, thì nên đi gặp bác sĩ. Chứng này nếu không được kiểm soát sẽ dẫn tới cao huyết áp và gây căng thẳng cho tim. Dấu hiệu thứ hai, tay giữ chặt đồ đạc. Nhiều người có thói quen khi ngủ thường nằm những tư thế khó khăn và nắm những đồ vật trong giấc ngủ. Điều này chứng tỏ tim yếu. Nếu tình trạng này kéo dài, bạn có thể gặp các tình trạng như dễ hồi hộp và đau ngực. Những lúc như vậy, bạn nên uống thử một tách trà với quế hoặc cam thảo sẽ có thể cải thiện tinh thần tốt hơn. Dấu hiệu thứ ba, chuột rút. Nếu năm thì 10 họa, bạn mới bị chuột rút một lần khi ngủ, thì có lẽ không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng nếu dấu hiệu này diễn ra thường xuyên và bạn bị đau tới mức bừng tỉnh giữa đêm, thì có vẻ như bạn đang bị mất nước, thiếu máu, thiếu chất điện giải như canxi hay magie, hoặc bị viêm khớp, hay một tình trạng về chỉnh hình như bàn chân bẹt. Dấu hiệu thứ tư, đau tức ngực. Nếu bạn gặp tình trạng đau tức ngực thường xuyên khi ngủ, các triệu chứng đi kèm như tức ngực, đánh trống ngực, khó thở và khó chịu, đừng chủ quan mà hãy đi kiểm tra sức khỏe. Đặc biệt, nếu bạn bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch vành, tiểu đường và các bệnh cơ bản khác, tình trạng đau thắt ngực sẽ càng nguy hiểm hơn. Dấu hiệu thứ năm, thức dậy ướt đẫm mồ hôi. Việc đổ mồ hôi vào ban đêm là điều bình thường nếu căn phòng hoặc ga giường khiến bạn quá nóng. Nhưng khi bạn đổ mồ hôi nhiều đến nỗi làm ướt sũng quần áo và giường ngủ, mặc dù thời tiết đang mát mẻ, thì có thể là vấn đề bệnh lý. Tình trạng này có thể kéo theo một số triệu chứng như nóng ran mặt, mất ngủ, thay đổi tâm trạng, lo lắng, hay quên hoặc mất tập trung, hạ đường huyết, nhiễm trùng, hoặc nguy hiểm hơn là dấu hiệu bệnh ung thư bạch cầu hoặc ung thư hạch. Nếu khi ngủ bạn thấy có những biểu hiện như trên, nghĩa là cơ thể đang phát đi các tín hiệu cho thấy sức khỏe của bạn đang có vấn đề, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. 10 ông vua dưỡng thận, càng ăn càng khỏe. Quý vị thân mến, đa phần những người mắc bệnh thận không để ý chăm chút đến sức khỏe của cơ quan này, cho đến khi phát hiện ra những tổn thương thì đã quá muộn. Giữ cho thận khỏe là việc ai cũng cần quan tâm. Sau đây là những loại thực phẩm được ví như vua dưỡng thận, giúp thận không chỉ loại bỏ chất độc hại, mà còn cung cấp các dưỡng chất có lợi để cơ quan này hoạt động mạnh mẽ, từ đó giúp duy trì sức khỏe tổng thể cho con người. Thứ nhất, súp lơ. Súp lơ là loại thực phẩm tốt cho thận, có chứa nhiều vitamin C, folate và chất xơ rất tốt cho cơ thể. Ngoài ra, trong súp lơ có chứa nhiều hoạt chất như indo, glucosinolate và theocyanate, có khả năng giải độc tố ở thận, góp phần giúp thận khỏe mạnh và làm việc hiệu quả. Thứ hai, tỏi. Những người có các vấn đề về thận thường hay có hàm lượng muối natri cao trong cơ thể. Sử dụng tỏi hàng ngày sẽ giúp thay thế cho các loại muối natri mà bạn đang sử dụng, giúp món ăn trở nên ngon hơn, cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng hơn. Ngoài ra, tỏi có khả năng chống viêm cao, giàu vitamin C và vitamin B6, giúp bảo vệ tế bào thận an toàn. Thứ ba, hành tây. Hành tây đặc biệt giàu flavonoid và quercetin, hai chất chống oxy hóa cực mạnh, có thể giúp bảo vệ thận khỏi các tế bào ung thư nguy hại. Ngoài ra, hành tây có chứa rất ít kali và natri, giúp giảm bớt muối thừa ở thận, giảm gánh nặng cho thận tốt hơn. Thứ tư, việt quất.
Quả việt quất có nhiều chất phytonutrition chống oxy hóa, được gọi là anthocyanin. Chất này giúp tạo nên màu xanh đặc trưng cho việt quất. Có tác dụng kháng viêm, chống oxy hóa và bảo vệ tế bào vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, việt quất rất giàu vitamin C, chất xơ và mangan, giúp xương và các cơ quan trong cơ thể, trong đó có thận, luôn được khỏe mạnh. Thứ năm, bắp cải. Bắp cải là loại rau chứa đầy đủ hoạt chất phytochemica, một chất có khả năng phá vỡ kết cấu của các gốc tự do. Trước khi chúng kịp phát triển và gây hại cho các tế bào trong cơ thể, đặc biệt là tại thận. Ngoài ra, bắp cải rất giàu vitamin K, vitamin C, chất xơ, folic, tốt cho người đang bị bệnh thận, giúp giảm áp lực cho thận tốt hơn. Thứ 6, củ cải đường. Củ cải đường là thực phẩm tốt cho thận mà bạn không nên bỏ qua. Củ cải đường chứa cực ít phốt pho và kali, đảm bảo an toàn cho người mắc bệnh thận. Ngoài ra, củ cải đường rất giàu vitamin C, có khả năng chống oxy hóa và phòng bệnh hiệu quả. Thứ 7, các loại cá. Các loại cá, đặc biệt là cá biển, rất giàu axit béo omega 3, có khả năng chống oxy hóa và chống viêm cao cho cơ thể. Do đó mà thận của bạn sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh. Hơn nữa, cá còn giàu khoáng chất và các vitamin giúp tăng cường sức khỏe hiệu quả. Thứ 8, ớt chuông. Ớt chuông chứa ít kali và có hương vị hấp dẫn, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến chúng trở thành thực phẩm tốt cho thận. Ớt chuông cũng là một nguồn tuyệt vời cung cấp vitamin C và vitamin A, cũng như vitamin B6, axit folic và chất xơ cho cơ thể. Ngoài ra, ớt chuông rất tốt cho thận vì chúng có chứa lycopene, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thận chống lại một số bệnh ung thư nguy hiểm. Thứ 9, lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng, mặc dù không chứa đựng nhiều dưỡng chất như lòng đỏ trứng, tuy nhiên lòng trắng trứng là nguồn thực phẩm tốt cho thận, không nên bỏ qua. Bởi lòng trắng trứng giàu protein nhưng lại ít phốt pho, giúp đảm bảo an toàn cho thận, không gây gánh nặng lên thận. Thứ 10, dâu tây và nho đỏ. Dâu tây rất giàu hai loại phenol, anthocyanin và eloglutanin. Anthocyanin là chất làm cho dâu tây có màu đỏ và là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cấu tạo tế bào tại thận và ngăn ngừa tổn thương oxy hóa. Dâu tây là một nguồn cung cấp vitamin C, mangan tuyệt vời và là một nguồn chất xơ rất tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, nho đỏ chứa chất flavonoid giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim, thận bằng cách ngăn chặn quá trình oxy hóa và giảm sự hình thành cục máu đông. Bên cạnh đó, nho đỏ chứa chất flavonoid giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim, thận bằng cách ngăn chặn quá trình oxy hóa và giảm sự hình thành cục máu đông. Resveratrol, một flavonoid có trong nho, cũng có thể kích thích sản xuất axit nitric, giúp thư giãn các tế bào cơ trong mạch máu để tăng lưu lượng máu trong thận. Ngoài việc sử dụng các thực phẩm trên để bảo vệ chức năng cho thận, quý vị hãy thực hành bài tập xoa bóp các huyệt sau đây. Bài tập xoa bóp huyệt yêu nhãn. Huyệt yêu nhãn nằm ở vùng lõm sau lưng, phần trên thắt lưng. Theo các chuyên gia đông y, vùng yêu nhãn chứa rất nhiều kinh mạch, là vị trí của thận. Thận ưa ấm áp, kỵ hàn lạnh, nên khi xoa bóp khu vực này không chỉ có tác dụng bổ thận, hoạt huyết, giúp cơ vùng lưng săn chắc, mà còn giúp các tĩnh mạch hoạt động hiệu quả và mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, khi vùng lưng dưới được chăm sóc, nam giới sẽ duy trì được phong độ ổn định, sinh lực dồi dào, có tác dụng bổ dương hiệu quả, từ đó tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Khi xoa bóp, làm cho hai bàn tay nóng lên, chà sát mạnh vào huyệt yêu nhãn và vùng lưng trong quá trình xoa bóp. Vừa thực hiện mạnh tay một chút, vừa thả lỏng xen kẽ để da đàn hồi. Massage khoảng 100 lần, nên làm vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Quý vị thân mến, chữa bệnh không dùng thuốc hiện đang được nhiều người duy trì áp dụng để nâng cao sức khỏe. Rất mong rằng qua chương trình hôm nay, quý vị cũng áp dụng cho bản thân mình.
Đến đây thì thời lượng chương trình xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.